Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh em thấy đó, trường học xưa này vốn được coi như là một xã hội thu nhỏ. Ở đó những kẻ mạnh mẽ hoặc tài giỏi luôn được người khác vô cùng để ý và kính trọng. Chính vì vậy, tính ganh đua ở trong đó là cực kỳ khủng khiếp. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime học đường có main khiến tất cả kinh ngạc với sức mạnh của mình. Và sau khi xem xong top anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. 10. Akashic Records, thể loại hành động fantasy học đường. Địa chế Azano là quê hương của một trong những trường học ma thuật nổi tiếng nhất trên thế giới, Học viện Ma thuật Hoàng gia Azano. Tại đây, những sinh viên trẻ đầy tham vọng trải qua quá trình đào tạo để trở thành những pháp sư tài ba. Sistine Fibo, một cô gái quý tộc nghiêm khắc, và người bạn thân hiền lành của cô là Rumia Tingo theo học tại học viện, quyết tâm trau dồi các kỹ năng ma thuật của họ. Tuy nhiên, thế giới của họ bị đảo lộn khi mà người thầy yêu quý đột ngột nghỉ hưu và Glenn Vradas bí ẩn thay thế ông. Thái độ lười biếng và thờ ơ của anh ấy đối với cuộc sống và phép thuật nhanh chóng khiến anh ta mâu thuẫn với lớp của mình. Hơn nữa, các thế lực bất chính ẩn trong các bức tường của đế chế bắt đầu hoạt động. Sistine, Rumia và Glenn thấy mình bị cuốn vào âm mưu của họ. Roku Denashi Mazusu Koshi Tzu, Akashic Records theo chân Sistine, người bị quyến rũ bởi một Sky Castle bay bí ẩn. Rumia, người bị ám ảnh bởi một quá khứ đầy rắc rối, và Glenn, người có nhiều vấn đề hơn vẻ bên ngoài. Mặc dù là ba người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ không thể giải thích được sự ràng buộc với nhau bởi một sợi dây định mệnh. 9. Mahou Sensou, thể loại hành động fantasy. Thế giới mà chúng ta biết thực ra chỉ là một nửa câu chuyện. Điều mà Takeshi Nanase đột nhiên phát hiện ra vào một buổi sáng mùa hè. Trên đường đi tập luyện kiếm đạo, Takeshi tình cờ gặp một cô gái trong bộ đồng phục bất tỉnh mà anh không nhận ra. Takeshi đã làm một việc tử tế và cứu cô ấy. Đổi lại, cô gái thức tỉnh và vô tình biến anh ta thành một người sử dụng phép thuật. Khi Takeshi phát hiện ra, ngoài thế giới mà anh ấy đang sống, còn tồn tại thế giới của những người sử dụng phép thuật. Hầu hết những người sử dụng phép thuật chỉ muốn chung sống hòa bình với những người không phải là pháp sư, nhưng có một số người có tham vọng lớn hơn. Mui Aiba là một pháp sư được ghi danh vào Học viện Phép thuật Subaru, nơi mà những người sử dụng phép thuật được học cách kiểm soát và chuyển đổi sức mạnh của họ, cũng như cách chung sống hòa bình với những người bình thường. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Mui, Takeshi và những người bạn pháp sư mới là Kuromi Isoshima và Kazumi Ida cũng quyết định đăng ký vào Học viện Phép thuật. Cả ba người bạn đều có những lý do khác nhau để chiến đấu, cho dù họ chiến đấu để thoát khỏi quá khứ hay bắt kịp tương lai. Họ sử dụng các loại sức mạnh khác nhau mà họ phải học cách khai thác để chống lại Ghost Trailers, một nhóm pháp sư sẵn sàng sử dụng bạo lực để khẳng định ưu thế của họ so với con người. Bị truy đuổi bởi Ghost Trailers, Takeshi và những người bạn của mình phải tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, đối mặt với thủ lĩnh của Trailers và ngăn chặn sự khởi đầu của đại chiến ma thuật lần thứ hai. 8. Aimed Girls, Machiavellism, thể loại hành động hài hước học đường shonen. Học viện tư nhân Aichi ban đầu là một trường trung học dành cho các nữ sinh thượng lưu. Khi nó trở thành ngôi trường dành cho cả hai giới, các cô gái vì quá sợ hãi đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được chấp nhận, một tổ chức giống như quân đoàn cảnh vệ gồm 5 thành viên được gọi là ngũ kiếm cũng được thành lập. Sau nhiều thế hệ, 5 thanh kiếm cuối cùng cũng đã trở thành một nhóm sửa chữa những học sinh có vấn đề, và học viện bắt đầu chủ động nhập học những học sinh đó để sửa họ. Nomura Fudo được gửi đến ngôi trường này sau khi tham gia vào một cuộc ẩu đả lớn. Anh ta sẽ phải làm gì khi lựa chọn duy nhất mà anh ta có sau khi nhập học là bị đuổi khỏi trường hoặc bị sửa theo cách mà các nam sinh còn lại ở đó đã từng, bằng cách buộc phải ăn mặc và cư xử như một cô gái. 7. History No Shita Dialcast, thể loại hành động siêu nhân siêu sức mạnh. Một ngày nọ, trên đường đến thăm mộ của ông nội, Giang Chulan bị lũ thầy ma tấn công trong một nghĩa địa. Giữa hoàn cảnh đó, anh ta được một cô gái bí ẩn, người cầm dao làm bếp để giết kẻ thù. Cô gái nói với Chulan, người đang cảm thấy nhẹ nhõm, đối mặt với những khó khăn của mình và bỏ đi. Tuy nhiên, Chulan sau đó gặp lại cô gái đó tại ngôi trường của mình. Kể từ thời điểm đó, vận mệnh của Giang Chulan bắt đầu thay đổi. Có những người lạ với những sức mạnh đặc biệt lần lượt xuất hiện. Với những trận chiến liên quan đến những khả năng đó, mỗi tập phim sẽ đưa một bí ẩn mới ra ánh sáng. 6. Qualidea Code, thể loại hành động siêu nhân. Vào một ngày yên tĩnh và thanh bình, bầu trời chia cắt bởi những sinh vật được gọi là Anon, phát động một cuộc tấn công nhanh chóng và tàn bạo chống lại loài người. Để bảo vệ tương lai của đất nước, tất cả trẻ em Nhật Bản đều được đông lạnh cho đến khi chiến tranh kết thúc để tránh bị tiêu diệt. Vài năm trôi qua, nhân loại đã tạo dựng được chỗ đứng ở một góc của Nhật Bản, nơi hiện đóng vai trò là tiền tuyến của cuộc chiến. Không còn phải đối mặt với sự tuyệt chủng của loài người, những đứa trẻ được đánh thức sau giấc ngủ của mình. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng khi còn trong quá trình tạo lạnh, những đứa trẻ đã phát triển Words, những sức mạnh siêu nhiên dành riêng cho mỗi người. Sau đứa trẻ mạnh mẽ nhất được trao quyền chỉ huy các thành phố được khai hoang, sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ thành trì chống lại cuộc xâm lược. Người bạn thời thơ ấu Ichiya Suzaku và Kanaria Utara lãnh đạo Tokyo. Anh em Kasumi và Asuka Chigusa quản lý Chiba. Mahime Tenkawa và Hotaru Rindo giám sát Kanagawa. Theo thời gian, các cuộc tấn công gần như thường lệ từ Anon và tính cách xung đột của những người đứng đầu của thành phố làm nảy sinh những sự ganh đua nhỏ, dẫn đến những cuộc tranh cãi liên tục giữa ba thành phố. Với việc Anon đột nhiên gia tăng áp lực các cuộc tấn công của chúng, những người đứng đầu ba thành phố phải học cách làm việc cùng với nhau hoặc có nguy cơ mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng trước sự tuyệt chủng của loài người. 5. Kishin Houkou Demon Bane, thể loại hành động lãng mạn Eiji Harem Mecha. Kuro Daizuji là một thám tử nghèo sống ở thành phố Akam. Một ngày nọ, anh được Ruri Hado của Tập đoàn Tài chính Hado yêu cầu tìm kiếm một cuốn sách ma thuật. Trong khi ban đầu anh ta từ chối, Ruri đề nghị cho anh ta một khoản tiền lớn hơn khi hoàn thành yêu cầu của cô ấy. Khi Kuro tìm kiếm cuốn sách, anh bất ngờ gặp Ao, một cô gái xinh đẹp thực sự, là một mà đạo thư mạnh mẽ. Họ tạo ra một giao ước với nhau, ban cho Kuro một ma thuật mạnh mẽ. Ngay sau đó, Ao cũng kích hoạt Demon Bane, một Deus Machina thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Hado để chống lại mối đe dọa máy móc từ Black Lodge. Với điều này, cuộc chiến giữa Hado Financial Group và Black Lodge bắt đầu. 4. Absolute Duo, thể loại hành động lãng mạn siêu nhân Eiji Harem học đường. Những cá nhân có thể hiện thực hóa vũ khí từ linh hồn của họ được gọi là Blazers, và họ theo học tại trường trung học, học viện Koryo để khai thác khả năng của mình. Một học sinh được yêu cầu hợp tác với một người khác, trong khi hy vọng một ngày nào đó, cặp đôi này có thể đạt được sức mạnh của Absolute Duo. Toru Kokonoe hy vọng sẽ tham gia học viện này để có được sức mạnh sau khi em gái và bạn bè của anh ta bị giết bởi một người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, tại lễ khai mạc, anh ta buộc phải đấu với người ngồi bên cạnh, với người thua cuộc sẽ ngay lập tức bị đuổi. Khi Teru chuẩn bị cho trận đấu, tuy nhiên, thứ xuất hiện trước anh ta không phải là vũ khí thể hiện từ linh hồn của anh ấy, mà là một chiếc khiên. Một vật bất thường thu hút sự chú ý của một sinh viên nước ngoài có tên là Julie Sextuna. 3. Chrome Shield Radios, thể loại hành động, phiêu lưu, fantasy, viễn tưởng học đường. Trong một thế giới hậu khải huyền, tràn ngập những con thú đột biến được gọi là Limbicun hay Fifth Monster. Nhân loại buộc phải sống cho các thành phố di động lớn có tên là Regios và học cách sử dụng vũ khí đặc biệt gọi là Dai bằng cách khai thác sức mạnh của Kay để tự vệ. Tại thành phố học viện Juni, Leifon Asaf đang hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi quá khứ của mình. Tuy nhiên, quá khứ của anh ấy đã thu hút sự chú ý của Karian Lodge, chủ tịch hội học sinh, lôi kéo, và Nina Antok, một sinh viên nghệ thuật quân đội và đội trưởng trung đội nghệ thuật quân đội 17. Người ngay lập tức nhận ra khả năng của anh ấy và quyết định anh ta là ứng cử viên hoàn hảo để gia nhập nhóm của cô. Tuy nhiên, với một quá khứ bí mật không để anh ta yên và sức mạnh vô danh vượt quá mức bình thường, Leifon có thể sẽ không chấp nhận điều đó. Trinity Seven, thể loại hành động hài hước fantasy lãng mạn siêu nhiên ecchi harem học đường shonen. Một ngày nọ, mặt trời đỏ rực ngừng chiếu sáng gây ra hiện tượng đổ vỡ, sự tàn phá thị trấn của Arata Kasuga và sự biến mất của những người sống sót ở đó. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa hết. Bằng cách sử dụng cuốn ma đạo thư do người bạn thời thơ ấu và cũng là người anh em họ Hijiri Kasuga tặng cho anh, thế giới của Arata được tái tạo một cách giả tạo. Điều tra hiện tượng này, Lilith Asami xuất hiện trước mắt Arata, thế giới nhân tạo đột nhiên tàn rã. Anh ta có hai sự lựa chọn, giao cuốn sách hoặc là chết. Tuy nhiên, Arata chọn lựa chọn thứ ba, đăng ký vào trường học ma thuật tối mật, học viện Royal Biblia, nơi 6 người sử dụng phép thuật khác đang chờ đợi anh. Cùng với Lilith, 6 người này tạo thành Trinity Seven, những người ưu tú của trường. Mỗi người đều tự củng cố sức mạnh và kỹ năng của mình. Với tham vọng cứu Hijiri và sự giúp đỡ của những người bạn mới quen, Arata không dừng lại để ngăn chặn sự tàn phá của quê hương thân yêu và đưa người bạn thân nhất của mình trở lại. Hinomaru Sumo, thể loại thể thao võ thuật shonen. Trong sumo chuyên nghiệp không có hạng cân nào, đó là một môn thể thao dã man nơi mà những người mạnh nhất sống sót và bất kỳ ai sẵn sàng thử thách dũng khí của mình đều có thể bước lên võ đài. Tuy nhiên, có yêu cầu về kích thước tối thiểu để trở thành một đô vật sumo chuyên nghiệp. Và Hinomaru Ushio trẻ tuổi, vô cùng tài năng và chăm chỉ, mặc dù có thể là như vậy, tuy nhiên anh ta lại không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu đó. Cậu bé nhỏ bé này có mơ ước là đạt đến đẳng cấp cao nhất của sumo, Hinoshita Kaisan. Cách duy nhất để cậu ta có thể trở nên chuyên nghiệp là nếu anh ta có thể trở thành Yokozuna của trường trung học, một danh hiệu được trao cho đồ vật mạnh nhất trong các giải đấu của trường trung học. Ushio phải chịu nhiều áp lực cũng như là giới hạn thời gian. Nếu mà anh ta không thể thể hiện kỹ năng của mình trong các giải đấu trung học, anh ta có thể mất đi cơ hội trở thành chuyên nghiệp vĩnh viễn. Thay vì đăng ký vào trường trung học Ishigami, trường dạy sumo tốt nhất ở Nhật Bản, anh ta lại đăng ký vào trường trung học Odachi và phải xây dựng một câu lạc bộ sumo ngay từ đầu với thành viên duy nhất là Shinya Ozeki. Odachi 2 là kẻ yếu của thế giới sumo, nhưng Ushio phải cố gắng bằng tất cả sức mạnh của mình nếu anh ấy muốn trở thành chuyên nghiệp. Trên đây là top 10 anime học đường có main khiến tất cả kinh ngạc với sức mạnh của mình mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các anime tương tự nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thỏ Ngọc Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!